Short focus verse 1, test 2. Câu 147, what is the purpose? Mục đích của cái message, cái tin nhắn này là gì? Ok, câu hỏi dành mục đích chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối sẽ ra được đáp án hai em ha. Đọc đáp án trước nha, câu A. To advertise là để quảng cáo một cái sale, một cái đợt giảm giá. On second hand items là trên cái đồ second hand em, đồ cũ đó ha. Câu B. To confirm để xác nhận một cái registration là việc đăng ký ở trên một cái trang web ha. Rồi câu C. Promote. Promote có ba nghĩa em còn nhớ không? Promote. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là khuyến mãi, thứ ba là quảng cáo. Chỗ này có nghĩa là gì em biết không? Mình thấy new line nè, là sản phẩm mới thì chắc chắn là quảng cáo rồi ha. Câu C là để quảng cáo một cái dòng home furnishing là đồ nội thất mới, được không nào? Rồi câu D, to encourage, mình có từ encourage là khuyến khích, khuyến khích shopping, việc mua sắm tại một cái online store, một cái cửa hàng online. Rồi bây giờ đọc đoạn đầu thử nghe em nha. Đoạn đầu nào, đây là một cái tin nhắn à. Dear Miss Crowder, bà Crowder thân mến, ôn nguyện shop at cái việc mà thường xuyên mua sắm tại Bergman Glazer, em thấy chưa, thì sẽ cho được cái great deals, là những cái giao dịch rất là tuyệt vời về cái mặt hàng for home furniture là đồ nội thất đó, và accessory. Vậy khi dịch đến đây á thì em sẽ thấy là có câu C thì có từ home furnishing phải không nào, đồ nội thất phải không, nhưng mà em xem câu C coi kỹ lại nè, nó nói là quảng cáo cái dòng sản phẩm đồ nội thất mới, nhưng mà chỗ này có quảng cáo sản phẩm mới không em? Không có, thì chúng ta đọc dịch tiếp nha nè. Enter, hãy nhập cái promotional code là cái mã khuyến mãi, từ promoter đó em, à, khuyến mãi. Hãy nhập cái mã khuyến mãi là cái này nè, tại cái website này nè, của cái cửa hàng phong em nè, Bergman Glazer nè, trước khi check out là thanh toán á, để mà nhận được free ship, vận chuyển miễn phí cho bất kỳ cái đặt hàng nào từ 100 đô hoặc là nhiều hơn. Ok, vậy khi dịch đến đây thì em thấy chỗ nào? Đáp án là câu gì ha? Câu A là không có rồi nè, đồ cũ là không có rồi. Câu B, có web page, có trang web nhưng mà đâu có nói đến việc đăng ký đâu phải không em? Rồi, vậy chắc chắn đáp án là câu gì rồi? Câu D ha, để khuyến khích nè những người mua sắm tại một cái cửa hàng online, đúng không em? Đây, tại vì khi mà họ nhập đây nè em, promotional code, một cái mã khuyến mãi vào website này, có nghĩa là khi mà mua tại website thì mới nhận được mã khuyến mãi, thì họ sẽ nhận được gì em? Trước khi check out, trước khi thanh toán thì sẽ nhận được free shipping nè, em thấy chưa? Ok, vậy là khuyến khích người ta mua đồ ha. Vậy đáp án chính xác là câu D, được không nào? Câu 148, what is indicated? Cái điều gì thì được chỉ ra về bà Crowder? Ok, vậy từ khóa là ai về em? Bà Crowder. Mà em coi bà Crowder nằm đâu vậy? Ngay đầu bài luôn nè. Vậy rất có khả năng xuyên suốt bài này sẽ nói về bà Crowder. Nếu em dò từ khóa là Crowder thì sẽ rất là lâu. Đối với dạng này chúng ta đọc từng đáp án bà, dò từng đáp án. Với lại trong cái đề trước thì cô có nói là gì? Indicate. Nếu mình gặp từ indicate thì mình thường là dò từng đáp án nó sẽ nhanh hơn em ha. Câu A trước nha. Câu A là gì đây? Cô ta recently, gần đây đã place an order, đặt một cái nơi đặt hàng worth as, có giá trị ít nhất, worth at least, ít nhất là 100 đô. Vậy thêm từ khóa là từ nào trong câu này để mình dò cho nó nhanh. À, 100 đô phải không nào? Bây giờ em dò thử 100 đô đi. Hoặc là từ nào nữa? Place another. Chúng ta dò xem chỗ nào có 100 đô và place another. Mình dò tiếp từ cái chỗ lúc nãy mình dừng nha. Đây nè, đây có 100 đô nè em. Đây. Nhưng mà người ta nói là gì đây? Nhập một cái mã trước khi check out, trước khi thanh toán để nhận được free shipping, vận chuyển miễn phí, giao hàng miễn phí cho cái đơn đặt hàng nào mà 100 đô hoặc nhiều hơn, phải không? Tao có nói gì đến việc bà ta mua đâu. Em dò thử xem các dòng tiếp theo xem có từ place an order không. Tiếp theo không có nè. Tiếp theo đi em. Dòng này cũng không có place an order luôn phải không? Tiếp theo cũng không có ha. Không có luôn. Không có place an order gì cả. Ok, vậy chúng ta dò tiếp câu B nha. Câu B nó nói là gì nè? She signed up. Bà ta đã đăng ký như là một khách hàng ở trên một cái website. Ok, vậy theo em từ khóa là từ nào? Sign up. Phải không nào? Sign up ha. Với lại website. Ok, sign up. Bây giờ chúng ta dò tiếp nè. Dò đằng sau cái từ 100 or more nha. Dò từ đây nè. This code. Ok, em dò xem có sign up không? Có đăng ký không? Ok. Em ơi, bây giờ nó không có từ sign up nhưng nó có từ gì đây? Register. Em thấy chưa? Register cũng có nghĩa là đăng ký luôn. Phải không nào? Vậy thì nó đồng nghĩa với từ sign up. Phải không em? Nó bằng nghĩa với từ này ha. Vậy chúng ta thử dịch câu này thử xem nè. This message, cái tin nhắn này á, đã được sent, được gửi bởi vì bạn là một
customer, khách hàng đã được đăng ký của cái website này nè. Ok, vậy thì em ơi, câu B có đúng không? Bà ta đã đăng ký như là một cái khách hàng của cái website đúng không em? Đúng, tại vì nếu bà ta là khách hàng của đã được đăng ký của website thì bà ta mới nhận được cái tin nhắn này, phải không em? Ok, you are a registered customer nè. Vậy đáp án chắc chắn là câu B ha, chúng ta không phải dò câu C và câu D nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài tập này với cô nha. Đây là một cái tin nhắn, đây mình có từ messages là một tin nhắn nè em. Mình có từ barman, closer là tên của cái cửa hàng lúc nãy đó. Details là chi tiết ha. Receive, tin nhắn này được nhận vào ngày 14 tháng 6 lúc 1 giờ chiều. Dear Miss Crowder, bà Crowder thân mến, always, có nghĩa là luôn luôn hay là thường xuyên, rất là thường xuyên đó em. Thường xuyên shop at, mua sắm tại Berman Glazer thì sẽ cho được great deals. Mình có từ deals, thường thường em thấy có nghĩa là thỏa thuận. Nhưng mà từ deals chỗ này đó có nghĩa là giao dịch liên quan đến mua bán ha em ha. Những cái giao dịch liên quan đến mua bán. Ghi lại chỗ này nó nói như nè. Thường xuyên mua sắm tại cái Berman Glazer đó sẽ cho được những cái giao dịch mua bán rất là tuyệt vời. Trên cái mặt hàng home furniture, đồ nội thất và accessory. Mình có từ accessory có nghĩa là thiết bị phụ kiện hay là phụ tùng ha. Thiết bị phụ tùng, phụ kiện đó. Phụ kiện hay là thiết bị phụ tùng ha. Rồi enter, hãy nhập cái promotional code. Mình có code là mã số nè em. Promotional là khuyến mãi ha. Nó từ động từ promote ra đó. Promote. Promote thì động từ có 3 nghĩa, em còn nhớ không? Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo, thứ ba là khuyến mãi. Ok, chỗ này có nghĩa là mã khuyến mãi đem, promotional code. Hãy nhập cái mã khuyến mãi là như thế này nè, tại cái website này nè, trước khi check out. Thường thường check out có nghĩa là thanh toán em ha. Thanh toán khi em đi mua đồ, em đi mua sắm mà em check out có nghĩa là em đến em thanh toán. Hay là em đi khách sạn đi, thì khi mà em check out thì có nghĩa là em trả phòng, em cũng thanh toán luôn ha. Check out thanh toán được không nào? Hãy nhập cái mã khuyến mãi là như thế này nè, tại website này, trước khi check out thanh toán để mà receive, nhận được free shipping là giao hàng miễn phí đem. Ship, giao hàng vận chuyển miễn phí ha. Cho bất kỳ cái order là đơn đặt hàng nào mà từ $100 trở lên, được không nào? This code, cái mã này nè, có thể được sử dụng duy nhất một lần thôi và không thể chia sẻ, được không nào? Không thể được chia sẻ. It expires, nó thì hết hạn em ha. Cái từ expires có nghĩa là hết hạn á. Nó thì sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 lúc 11 giờ 59 phút tối, được không nào? This message, cái tin nhắn này được gửi bởi vì bạn là một cái khách hàng được register, đã đăng ký ha. Mình có từ register là đăng ký, được không nào? Đăng ký nha. Bạn là một khách hàng đăng ký, đã đăng ký của cái website này nè. If you are not interested in, nếu mà bạn không có quan tâm đến việc nhận cái similar promotional message, cái tin nhắn gì em? Promotional, khuyến mãi tương tự như vậy in the future, trong tương lai, thì hãy text là soạn tin nhắn nè em. Động từ text là hãy soạn tin nhắn với cú pháp là stop, như là một cái hình thức phản hồi ha, trả lời, reply, phản hồi, trả lời cho cái tin nhắn này, được không nào? For assistance, mình có từ assistance có nghĩa là hỗ trợ ha. Inquiries là yêu cầu để biết thêm thông tin á. Để mà được hỗ trợ hay là yêu cầu để biết thêm thông tin cái gì đó thì hãy soạn tin nhắn với cú pháp là help. Rồi, ok, standard messaging rates sẽ được áp dụng. Mình có từ rates là giá cả nè, message là cái giá mà nhắn tin á, standard là tiêu chuẩn ha. Cái giá mà nhắn tin theo tiêu chuẩn á, sẽ được apply là áp dụng, được không nào? Rồi, xuống dưới ha. Ở dưới mình cũng có một số cái từ rất là quan trọng. Em có 147 câu B, mình có từ confirm là xác nhận. Registration là danh từ của từ register đó em. Hồi nãy em đã gặp rồi đó. Ok, register là đăng ký ha. Registration là cái việc đăng ký, là cái sự đăng ký. Câu B có nghĩa là để xác nhận cái việc đăng ký trên một cái trang web, được không nào? Câu C mình có từ promote, hồi nãy cũng có nói rồi. Promote có 3 nghĩa: thăng tiến, quảng cáo và khuyến mãi. Chỗ này có nghĩa là quảng cáo đó em, tại vì em thấy là new line là cái dòng sản phẩm mới nè. Câu C có nghĩa là quảng cáo một cái dòng sản phẩm đồ nội thất mới ha. Rồi có 148 câu A, mình có từ worth có nghĩa là đáng giá hay là có giá trị ha. Đáng giá bao nhiêu hay là có giá trị bao nhiêu. Câu A có nghĩa là bà ta gần đây đã đặt một cái để đặt hàng có giá trị ít nhất là $100, là đáng giá ít nhất $100, được không nào? Worth ha. Câu B,
Câu be thì mình có từ sign đó, có nghĩa là đăng, đăng ký, nó cũng bằng với từ register ha. Đăng ký. Em sẽ để ý học những mình học những cái từ mà đồng nghĩa ha. Thì mình dò bài sẽ rất là nhanh, được không nào? Câu be có nghĩa là bạn ta đã đăng ký như là một cái khách hàng trên cái website, được không nào? Rồi câu see. Câu see mình có cái cụm là enter a draw, mình có cái danh từ draw đấy em. Động từ draw có nghĩa là lôi kéo hay là vẽ, phải không nào? Nhưng mà danh từ có nghĩa là rút thăm trúng thưởng hay em ha. Vậy cái enter a draw có nghĩa là tham gia một cái buổi rút thăm trúng thưởng, sổ số trúng thưởng, được không nào? Để mà nhận được discount coupon là phiếu khuyến mãi giảm giá đó em, phiếu khuyến mãi giảm giá ha. Tham gia một cái buổi rút thăm trúng thưởng để nhận được phiếu khuyến mãi giảm giá, được không nào? Câu 149, what is the purpose? Mục đích của cái notice, cái thông báo là gì? Đối với dạng câu hỏi về mục đích, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó giai đoạn đầu hoặc đoạn cuối, phong em. Đọc đáp án trước nha, câu A. To announce, để thông báo về một cái change, thay đổi, location, là gì em? Vị trí, địa điểm ha. Cho một cái facility là một cái cơ sở, một cái địa điểm. Dịch lại nha câu A. Để thông báo về một cái sự thay đổi vị trí của một cái cơ sở hay địa điểm nào đó ha. Câu B, để report, báo cáo về một cái closure, một cái việc đóng cửa permanent của một cái gì em, thư viện, phải không nào? Báo cáo một cái sự đóng cửa của một cái thư viện. Nếu mình không biết từ permanent thì chúng ta có thể để đó ha. Rồi câu C là gì đây? To remind, để nhắc nhở user, những người sử dụng về book return policy, chính sách trả sách, phải không nào? Câu D, to inform, để thông báo cho members, các thành viên về một cái sự increase, gia tăng ha. Trong cái tiền phạt, mức phạt của thư viện. Ok, chúng ta đọc đoạn đầu trước em nha. Đây, please note that, vui lòng hãy chú ý rằng over the next month, trong cái tháng tới đó, thì West Springs Library sẽ moving, sẽ di chuyển từ cái location, cái vị trí current và hiện tại của nó đến một cái space, một cái khoảng không gian nó much larger, nó rộng lớn hơn nhiều. Và cái không gian đó sẽ allow, cho phép chúng tôi provide, cung cấp more and better service, nhiều dịch vụ hơn và những cái dịch vụ nó tốt hơn đến người sử dụng của chúng tôi. Ok, vậy khi dịch đến đây thì em thấy là câu nào phù hợp nhất em ha? Câu A, thông báo về một cái sự thay đổi địa điểm thì có là phong em, change location. Tại vì hồi nãy cái này nó nói là gì đây? Moving from its current location to much larger space, di chuyển đến một cái nơi nó rộng lớn hơn, phải không? Rồi câu B, báo cáo tường trình về một cái việc đóng cửa permanence của cái thư viện. Ok, vậy theo em là câu còn câu B được không? Cũng có thư viện nè, có đóng cửa không? Di chuyển đến cơ sở khác thì có đóng cửa, có đóng cửa không? Nhưng mà nó có report, nó có báo cáo gì không? Về thử câu C trước nha, remind, nhắc nhở về chính sách trả sách là không có rồi nè. Câu D, thông báo về việc gia tăng trong mức phạt cũng không có luôn. Bây giờ câu A hoặc câu B thôi. Theo em câu A hay câu B thể hiện rõ nhất đáp án chính là câu A, đúng rồi ha. Là thông báo về cái sự thay đổi vị trí nè, cho một cái facility, một cái cơ sở, một cái địa điểm. Là cái cơ sở địa điểm ở đây chính là cái thư viện đó hay em ha. Nếu như mà bạn nào biết từ vựng thì em biết cái từ permanence á. Permanence có nghĩa là mãi mãi, lâu dài. Nó trái nghĩa với từ temporary, hôm trước em có gặp đó, temporary. Temporary thì có nghĩa là tạm thời, nhưng mà cái từ permanence có nghĩa là mãi mãi hay lâu dài. Thì copy là báo cáo một cái sự đóng cửa mãi mãi, lâu dài của một cái thư viện. Nó chuyển chỗ thôi, nó đâu có đóng cửa mãi mãi đâu, phải không em? Thì đáp án câu A là phù hợp nhất ha. Câu 150, what is indicated? Cái điều gì á thì được chỉ ra về West Springs Library, về cái thư viện West Springs này. Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? West Springs Library. Nhưng mà em xem cái từ khóa này em xuất hiện ở đâu? Ngay cái đầu tiên luôn nè, phải không nào? Và nếu mà em để ý thấy thì xuyên suốt bài này sẽ nói về cái thư viện đó, cái thư viện West Springs. Nếu chúng ta gọi từ khóa là từ West Springs Library á, thì sẽ rất là khó ra và rất là lâu. Cho nên đối với dạng này chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nghe em nha. Câu A thử nè, its current building, cái tòa nhà hiện tại đó, thì sẽ được sử dụng như là một cái cinema, một cái rạp chiếu phim trong tương lai. Vậy từ khóa là từ gì, chúng ta dò cái đáp án này cho nhanh em. Cái cinema, phải không em? Cinema, bây giờ chúng ta dò từ cinema nha, xem cái nào có nói về cinema. Chúng ta dò tiếp nha. Lúc này chúng ta dừng ở our user nè, dịch tiếp nè. We have signed. Em ơi, có từ cinema không? Đây, có từ cinema nè, phải không?
chúng ta đọc thử câu này nha, xem có nói giống câu ai hay không. Đây, we have signed, chúng tôi đã ký, em sign là ký tên đó, chúng tôi đã ký một cái lease, là một cái hợp đồng cho thuê đó. Lease là cho thuê đó em, một cái hợp đồng cho thuê để mà occupy là thuê ha, một cái building, một cái tòa cinema, là một cái rạp chiếu phim tên là Benchmark Formula trước đây đó em. Có nghĩa là họ đã ký một cái hợp đồng cho thuê để mà thuê lại một cái rạp chiếu phim, trước đây nó là rạp chiếu phim hay một cái tòa nhà mà trước đây nó là rạp chiếu phim, ở cái góc đường của Wentworth Rise và 9th Avenue. Ok, vậy thì câu anh nói là gì em? Cái tòa nhà hiện tại sẽ được sử dụng như là một cái rạp chiếu phim trong tương lai. Đâu có đúng nghĩa đâu, phải không nào? Thì chúng ta lại câu A ha, bây giờ câu B thử nào, câu B. The closet. Close là gần đó em. Vậy closet là gần nhất ha. Cái thư viện công cộng gần nhất với nó có nghĩa là với cái West Springs Library đó em, là ở Coach Hill. Vậy thêm từ khóa là từ nào để dễ tìm? Coach Hill, phải không nào? Chúng ta dò đi xem chỗ nào có Coach Hill. Giờ tiếp theo nha, không có nè. Không có. Không có, đoạn số 2 đi em. Không có. Không có luôn. Không có luôn. Không có luôn. Ok, vậy Coach Hill nằm ở đâu vậy em? Đây phải không nào, có từ Coach Hill nè. Ok, vậy chúng ta đọc câu này nha. Nó là gì đây? The nearest, gần nhất nè, public library, cái thư viện công cộng gần nhất available, có sẵn cho bạn trong suốt cái quá trình đóng cửa đó, sẽ là cái cơ sở ở Coach Hill. Vậy câu B đúng không em? Cái thư viện công cộng gần nhất là ở Coach Hill, đúng không nào? À đúng rồi ha, the closest public library. Còn cái này là gì nào? The nearest public library. Vậy đáp án chính là câu B ha, chúng ta không cần phải dịch câu C và câu D nữa. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này với cô ha. Dịch từ đầu nha em. Là notice là cái thông báo đó em, đến cho all, tất cả những users, những người sử dụng library là thư viện ha. Rồi please note that, vui lòng chú ý rằng over the next month, trong tháng tới đó, thì West Springs Library, cái thư viện West Springs á, sẽ chuyển từ cái location, địa điểm current là hiện tại đó, đến một cái space là một cái khoảng không gian, một cái nơi đem larger là rộng lớn hơn, much là nhấn mạnh của sinh hơn, dịch much larger có nghĩa là rộng lớn hơn nhiều ha. Họ di chuyển từ cái địa điểm hiện tại đến một cái khoảng không gian lớn hơn nhiều, mà nó allow, cho phép us, chúng tôi provide, cung cấp more and better service, cung cấp được nhiều dịch vụ hơn và cung cấp được những cái dịch vụ tốt hơn cho users, người sử dụng của chúng tôi. We have signed. Sign có nghĩa là ký tên hay là ký kết hay em ha. Chúng tôi đã ký kết được không nào, ký tên, ký ha. Đã ký một cái lease. Mình có lease, danh từ chỗ này có nghĩa là hợp đồng cho thuê. Lease còn có nghĩa là cho thuê nữa đó em. Ví dụ như khi mà em đi ở ngoài đường á, thường em thấy những cái tòa nhà nó trống và nó để cái bảng là for lease, có nghĩa là để cho thuê đó em ha. Thì cái danh từ lease có nghĩa là hợp đồng cho thuê nữa. Chúng tôi đã ký một cái hợp đồng cho thuê để mà occupy. Thường thường á, mình thấy từ occupy động từ có nghĩa là chiếm giữ. Nhưng mà đối với ngữ cảnh về bất động sản, ví dụ như phòng ốc nè, hay là tòa nhà nè, hay là đất đai á, thì occupy có nghĩa là thuê. Em ha, thuê. Rồi có dịch lại nha. Chúng tôi đã ký một cái hợp đồng cho thuê để mà thuê một cái building, một cái tòa nhà, cinema là rạp chiếu phim nè em, Benchmark Former, mình có từ former cũng rất quan trọng em. Former có nghĩa là trước đây ha, trước đây, để mà thuê cái tòa mà trước đây nó là một cái rạp chiếu phim Benchmark, được không nào? Ở một cái corner. Corner là góc đường đó em, góc đường, góc phố được ha, góc. Rồi, cái góc đường mà giao nhau giữa Wentworth Rise và 9th Avenue nè, được không nào? Và chúng tôi sẽ renovate, mình có động từ renovate. Renovate có nghĩa là tân trang hay ha, tân trang hay là sửa chữa. Rồi, renovate có nghĩa là tân trang hay là sửa chữa ha. Và chúng tôi sẽ tân trang lại cái structure, cái kiến trúc trước khi mà relocate. Mình có từ locate là tọa lạc, relocate là tọa lạc lại. Tọa lạc lại có nghĩa là di chuyển đi nơi khác đem, trước khi mà di chuyển cái collection là bộ sưu tập của chúng tôi đến đó ha. This building, tòa nhà này nè, thì ở trong một cái địa điểm nó gần trung tâm hơn. Mình có từ central là trung tâm, từ cái từ center ra đó em.
center ha. Rồi, mà cái vị trí này sẽ cho phép chúng tôi reach là chạm đến nhiều người sử dụng library, thư viện hơn, có nghĩa là tiếp cận được nhiều người sử dụng thư viện hơn, được không nào? Rồi, tiếp nha, unfortunately, không may mắn thay đó, thì process là cái quá trình moving, di chuyển, nó tạo ra, nó tạo ra một vài cái temporary disturbance. Mình có disturbance là danh từ, có nghĩa là sự gián đoạn ha. Động từ của nó là disturb. Disturb là làm gián đoạn, còn danh từ disturbance là sự gián đoạn. Nó sẽ tạo ra một vài cái sự gián đoạn temporary là gì em còn nhớ không? Tạm thời ha, một vài cái sự gián đoạn tạm thời, được không nào? Cho dịch vụ chúng tôi, users, những người sử dụng á, sẽ không thể borrow, mượn bất kỳ cái món đồ nào từ thư viện sau ngày 4 tháng 6. Và chúng tôi yêu cầu rằng tất cả những cái món đồ hiện tại on loan, mình có cái cụm on loan có nghĩa là đang đang bị vay mượn ha. Tất cả những cái món đồ mà đang được mượn out ra khỏi cái thư viện á thì phải được trả lại trước ngày 13 tháng 4. After this, sau ngày đó đó, sau ngày này nè, thì cái library, cái khách sạn, thư viện đó sẽ closed, sẽ bị đóng cửa từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Là cái ngày, when nè em, là cái ngày, là cái khi mà cái vị trí mới đó, địa điểm mới đó, nó sẽ được dự đoán là mở cửa ha. Expect là mong đợi đó em, nó được mong đợi là khai trương, có nghĩa là nó được dự đoán là khai trương, là mở cửa ha. Rồi tiếp, chúng tôi rất là sorry, rất là xin lỗi vì bất kỳ cái inconvenience là sự bất tiện ha em ha, sự bất tiện. Mình có cái từ trái nghĩa với nó là từ bỏ in đi, là từ convenience, có nghĩa là sự thuận tiện, sự tiện lợi. Còn inconvenience là sự bất tiện. Chúng tôi rất là tiếc hay là xin lỗi vì bất kỳ cái sự bất tiện nào mà cái điều này nó cause, nó gây ra. The nearest public library, cái thư viện công cộng, nearest, gần nhất, available, có sẵn cho bạn, có nghĩa là bạn có thể đến á. During, trong suốt, cái closure là gì em? Cái việc đóng cửa, cái sự đóng cửa này sẽ là cái facility, là cái địa điểm, hay mà địa điểm, là cái cơ sở đó, sẽ là cái địa điểm, cái cơ sở ở Coach Hill. Rồi, cảm ơn vì your understanding, cái sự thấu hiểu, thông cảm của bạn, được không nào? Rồi, tiếp nha, xuống dưới nào. Câu 149, câu B, mình có từ permanent. Permanent thì nó trái nghĩa với từ temporary. Lúc này chúng ta có gặp tên temporary, có nghĩa là tạm thời ha. Nhưng mà cái từ permanent có nghĩa là lâu dài, mãi mãi. Vậy câu B có nghĩa là tường trình hay là báo cáo một cái sự đóng cửa mãi mãi lâu dài của một cái thư viện, được không nào? Rồi 150, câu C, mình có từ renovation, là danh từ của từ renovate trên này nè em. Đây ha, rồi danh từ của từ renovate. Renovation có nghĩa là sự tân trang ha, sự đổi mới, sự sửa chữa, được không nào? Rồi last là kéo dài. Rồi vậy câu C có nghĩa là cái sự tân trang của nó đó sẽ kéo dài hơn 3 tháng, được không nào? Rồi câu D mình có downtown là khu trung tâm ha, khu trung tâm. Ví dụ câu D là facility, cái cơ sở, cái địa điểm á, thì được tọa lạc ở trung tâm Calgary, được không nào? Câu 151 đến câu 152. Câu 151, why was the letter written? Có nghĩa là tại sao cái lá thư này được viết? Tại sao lá thư được viết, có nghĩa là hỏi về mục đích của lá thư. Dạng câu hỏi về mục đích, chúng ta đọc bộ đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Đọc bộ đáp án trước nha em nha. Câu A là gì đây? To request. Mình có từ request là yêu cầu ha. Transfer, transfer là di chuyển hay là vận chuyển. Yêu cầu một cái sự di chuyển, một cái sự vận chuyển đến thành phố. Oklahoma có nghĩa là yêu cầu một cái phương tiện di chuyển đến cái thành phố Oklahoma đây ha. Rồi câu B, to apply for, để nộp đơn xin vào một cái position, vị trí, technical là kỹ thuật. Nộp đơn xin vào một cái vị trí kỹ thuật ha. Câu C, register, đăng ký, để đăng ký một cái program, chương trình học, degree, theo bằng cấp. Câu D, to inquire là hỏi thông tin xem if, liệu rằng có một cái job, một cái công việc nào vẫn đang available, vẫn đang có sẵn, vẫn đang tuyển dụng hay không, được không? Rồi đoạn đầu nha em nha. Đoạn đầu tiên nói về gì đây? Dear Miss Mayer, bà Mia thân mến, I'm writing, tôi viết lá thư này là để apply for, nộp đơn xin vào một cái vị trí gì đây? Electrician, thợ điện, plant của nhà máy đó, manufacturing là sản xuất ha. Tôi viết lá thư này là để apply for, để nộp đơn xin vào cái vị trí thợ điện của nhà máy sản xuất cho cái location, vị trí ở Lawton của bạn. Ok, vậy khi em đọc đến đây có nghĩa là người này nè, họ đang nộp đơn xin việc.
và một cái vị trí cụ thể là vị trí gì em? Electrician, phải không nào? Và bây giờ em xem đáp án là câu gì ha. Câu A chắc chắn là không phải rồi, không có yêu cầu phương tiện đi lại gì cả, phải không? Câu B, nộp đơn cho một cái vị trí kỹ thuật rất là chính xác nè, phải không em? Nộp đơn xin vào vị trí kỹ thuật. Ok, kỹ thuật là điện đó, điện là kỹ thuật mà, phải không? Còn câu C là gì? Đăng ký một cái chương trình học bằng cấp, không có. Câu D, hỏi thông tin xem liệu rằng có một cái công việc nào có sẵn hay không. Anh ta, cái bài đọc này á là người viết đang muốn xin vào một cái vị trí cụ thể luôn em, chứ không có hỏi là liệu rằng có cái công việc nào có sẵn hay không, không có nói như vậy ha. Vậy đáp án chắc chắn là câu B, được không nào? Rồi, câu 152. What does Mr. Delaney? Ok, cái ông Delaney là người viết thư nè. Đây nè, em thấy cái tên không? Ok, ông Delaney thì suggest, nói gì về Loyalty Limited ha? Đề nghị, đề xuất hay là nói gì về Loyalty Limited? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Loyalty Limited, phải không nào? Chúng ta đọc đáp án trước em nha. Câu A là gì đây? Nó đã thuê anh ta được 15 năm qua, phải không nào? Câu B, nó produce, sản xuất sản phẩm cho animals là động vật ha. Câu C, nó offers, cung cấp hỗ trợ financial support, hỗ trợ tài chính cho staff, nhân viên để mà họ có thể kiếm được bằng cấp ha. Câu D, nó operates, nó hoạt động một cái công ty chi nhánh ở Lawton. Ok, rồi bây giờ chúng ta dò xem Loyalty Limited nằm ở đâu nha. Rồi, Loyalty Limited ở đâu em? Ở đây phải không nào? Rồi chúng ta đọc câu này nha, đọc cái câu trước từ đó nào. Đọc từ sau cái từ location, cái chỗ nãy mình dừng luôn nha. Rồi từ đây nha. I have been a certified electrician. Tôi đã là một cái thợ điện certified, được chứng nhận, được công nhận trong 15 năm. I recently, tôi gần đây đã left my job, đã rời bỏ công việc của tôi. Một cái công việc 3 years, 3 năm tại Oklahoma City, tại thành phố này nè, của cái Loyalty Limited, để mà relocate, chuyển đến Lawton. Ok, vậy khi mà em đọc đến đây á, em thấy có câu nào bị sai không? Câu A nói đúng không em? Nó đã thuê anh ta được 15 năm. Mà anh ta nói là gì đây? I recently left my job of 3 years at Oklahoma City Facility of Loyalty Limited. Vậy là anh ta chỉ mới làm ở đây được mấy năm thôi em? 3 năm thôi. Vậy câu A nó nói là 15 năm là sai, được không nào? Rồi bây giờ em xem. Khi mà mình đọc đến đây á, là hết về Loyalty Limited rồi phải không nào? Em đọc thử câu này thử xem. I am now seeking. Hiện nay á, thì tôi đang seeking là tìm kiếm, là employment là công việc, và cái công việc được quảng cáo của bạn á, thì sẽ good fit, rất là phù hợp với tôi. Khi đọc đến đây thì nó không có nói về Loyalty Limited nữa phải không em? Vậy rất có nguy cơ là chúng ta phải dò hết những cái đoạn ở dưới mà như vậy rất là lâu, và chúng ta dò từng đáp án đi cho nó nhanh ha. Câu A là sai rồi nè. Bây giờ chúng ta dò câu B nha. Câu B nó nói là gì đây? Nó produce, sản xuất sản phẩm cho animals. Vậy thêm từ khóa là từ nào? Products, phải không? Gì nữa? Animals. Bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào nói về products, sản phẩm hoặc là animal nha. Em xem đoạn số 2 có nói gì đến sản phẩm, products hay là animal không? Dòng thứ nhất không có rồi nè. Dòng thứ hai không có luôn. Dòng thứ ba cũng không có nói gì đến sản phẩm hết. Dòng thứ tư cũng không luôn, phải không nào? Rồi tiếp nha. Đoạn tiếp theo có không em? Có products hay là animal không? Dòng thứ nhất không có, dòng thứ hai cũng không có luôn, dòng thứ ba cũng không có products luôn, dòng thứ tư cũng không có products hay là animal luôn. Rồi đoạn tiếp theo nha, đoạn tiếp theo là có products hay là animal không em? Có từ products ở đây nè, sản phẩm nè. Bây giờ chúng ta dịch cái câu chứa từ products nha. Given có nghĩa là khi xét đến em, khi xét đến cái kinh nghiệm gần đây nhất của tôi á, khi xét đến cái kinh nghiệm mà gần đây nhất, mới đây nhất của tôi khi mà làm việc tại một cái công ty mà nó sản xuất cái sản phẩm similar, tương tự như công ty của bạn, thì tôi nghĩ tôi có thể make an easy transition, tôi có thể chuyển tiếp một cách dễ dàng. Ok, vậy ông ta nói là kinh nghiệm làm việc gần đây nhất của ông ta tại một cái công ty. Vậy thì em coi kinh nghiệm gần đây nhất của ông ta là tại công ty nào vậy em? Tại công ty là Loyalty Limited phải không? Tại vì ông ta nói là I recently left, tôi gần đây vừa mới rời bỏ công việc tại cái chỗ này. Vậy mới nhất chính là chỗ này nè. Mà ông ta nói là gì nữa? Cái công ty này nè,
nó sản xuất, manufacturer sản xuất cái sản phẩm tương tự với công ty của bạn. Công ty của bạn là công ty của ai vậy em? À, là công ty của bà Mayer, phải không? Vậy bây giờ chúng ta xem bà, công ty của bà Mayer là công ty nào? Có phải ở trên này không em? Đây nè, bà Mayer nè. Vậy thì để biết được thông tin của bà Mayer, chúng ta sẽ coi ở trên phía đầu của cái lá thư á. Tại vì thường ở trên phía đầu của lá thư sẽ nói đến địa điểm công ty, thông tin chi tiết rất là cụ thể của người nhận ha. Bây giờ em xem là Judy Mayer là người nhận nè. Rồi, tại công ty gì đây? Whole Nutrition Pet Foods INC. Em thấy từ INC là công ty đó ha. Rồi, vậy thì công ty này là chuyên về gì đây em? Thực phẩm dành cho pet, dành cho thú cưng nè. Ok, vậy thì chắc chắn là cái công ty gì em? Loyalty Limit này nè. Phải không nào? Nó sản xuất manufacture similar products, sản xuất một cái sản phẩm tương tự. Vậy nó cũng sẽ sản xuất thực phẩm dinh dưỡng cho thú cưng. Vậy bây giờ em coi lại câu B có đúng không nha. Câu B là gì đây? Nó sản xuất sản phẩm dành cho động vật. Ủa đúng không em? Đúng phải không nào? Ở đây là products for animal. Còn trên đây là gì đây? Trên này là pet foods, phải không nào? Ok, pet foods. Pet foods ha. Và products for animal. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu B, được không em? Rồi, vậy câu C, câu D chúng ta khỏi dò ha. Chúng ta cùng hệ thống lại những từ được highlight, những từ rất quan trọng các em nhé. Rồi, đây là một cái lá thư nè em. Đây là ngày gửi của lá thư, em để ý ha. Ngày là ngày 3 tháng 3 nè. Rồi, Judy Mayer là người nhận đó. Thường thì lá thư thì họ sẽ để thông tin của người nhận ở trên đầu ha. Người nhận là Mayer, làm việc cho INC là công ty đấy em. Em thấy ký hiệu này là công ty nha. Cái công ty thực phẩm dinh dưỡng cho thú cưng, được không nào? Đây là địa chỉ ha, ở trên đường 1930 Industrial ở Lawton. Rồi ok, đây là mã ha. Rồi bây giờ em coi nè, bà Mayer thân mến, I'm writing, tôi viết lá thư này để apply for. Apply for là nộp đơn để xin vào cái vị trí nào đó. Tôi viết lá thư này để nộp đơn xin vào cái position, cái vị trí. Electrician là thợ điện ha, công nhân điện, thợ điện. Plant là công ty nha em nha. Em nhớ nha, nhà máy hay là công ty? Plant, nhà máy, công ty. Manufacturer, động từ có nghĩa là sản xuất nha em nha. Sản xuất ha, chỗ này nó thêm in vào rồi. Manufacturer, sản xuất. Tôi có dịch lại nè, để nộp đơn xin vào cái vị trí là thợ điện của cái nhà máy sản xuất. Cho cái location, cái địa điểm của bạn ở Lawton. Tôi đã làm một cái gì em? Electrician là thợ điện. Certified là có bằng cấp hay là được chứng nhận đây em. Mình có từ certificate. Certificate, danh từ là giấy chứng nhận, em biết không? Giấy chứng nhận ha. Vậy thì certified là được chứng nhận, có bằng cấp ha. Tôi đã làm một cái thợ điện có bằng cấp hay là được chứng nhận trong bao nhiêu lâu em? 15 năm. I recently, tôi gần đây, left my job, rời bỏ cái công việc của tôi. Mà công việc này là 3 years, 3 năm, tại cái thành phố Oklahoma. Facility là cái cơ sở đem, tại cái cơ sở thành phố Oklahoma của Loyalty Limited là một cái công ty nữa ha. Để mà relocate, mình có từ relocate là tọa lạc lại hay là di chuyển đến, tại này mình gặp hoài ha. Để mà di chuyển đến Lawton. I am now, bây giờ thì tôi đang seeking, mình có động từ seek là tìm kiếm. I'm seeking, nó giống như là I am looking for you đây ha. Bây giờ thì tôi đang tìm kiếm employment, một cái công việc. Employment giống như từ job vậy đây ha. Tìm kiếm một cái công việc và cái your advertised job, cái công việc được quảng cáo của bạn đó, would be a good fit, sẽ hẳn là sẽ rất là phù hợp với tôi ha. Fit là phù hợp hay là vừa vặn đây em, thì rất là phù hợp với tôi. I work on, tôi làm việc để mà chăm lo về cái needs, cái nhu cầu về điện general, chung của factory, cái nhà máy. Và equipment là thiết bị ha, thiết bị em ha. Và thiết bị của nó có nghĩa là ông này đó, ông sẽ chăm lo về cái mặt nhu cầu về điện nói chung của nhà máy và cái thiết bị của cái nhà máy đó. For my most recent employer, mình có từ employer là ông chủ đây ha. Cho ông chủ gần đây nhất của tôi là cái ông chủ ở Loyalty Limited đây, em ở đây nè. Ok, rồi tiếp. My assignments, mình có từ assignments là nhiệm vụ được giao hay em ha. Nhiệm vụ được giao. Cái nhiệm vụ của tôi á thì require, yêu cầu a lot of, rất là nhiều. Yêu cầu rất nhiều cái gì?
Problem solving là tính từ nè em. Electrical là cũng là tính từ luôn, nhưng mà từ danh từ dịch lên là từ knowledge đó em. Yêu cầu rất là nhiều cái knowledge, cái kiến thức về electrical là điện nè, cũng như là cái giải quyết vấn đề, được không nào? Rồi, the equipment setup, mình có từ setup có nghĩa là cài đặt hay là thiết lập ha. Cái việc cài đặt hay là thiết lập, equipment là gì em? Thiết bị đó, và adjustment là sự điều chỉnh nha em nha, sự điều chỉnh. Đây là danh từ ha, sự điều chỉnh. Còn động từ thì mình bỏ cái mình đi, nó còn adjust là điều chỉnh. Rồi cái việc cài đặt hay là thiết lập cái thiết bị đó và cái sự điều chỉnh mà tôi đã carry out, đã thực hiện hay là đã tiến hành hay ha. Từ carry out là thực hiện hay là tiến hành. Regularly là một cách thường xuyên đều đặn ha, thường xuyên đều đặn. Thì involve liên quan tới computer technology, mình có từ technology là công nghệ đây em. Thì liên quan đến công nghệ máy tính hay em ha. Ok, rồi tiếp nào. About 8 years ago, cách đây khoảng 8 năm đó, thì tôi đã kiếm được một cái degree, associate degree là bằng cao đẳng hay em ha. Tôi đã kiếm được một cái bằng cao đẳng, tôi đã có được một cái bằng cao đẳng ha, bằng cao đẳng ở trong cái lĩnh vực technology, công nghệ computer, công nghệ máy tính, được không nào? So that, để mà tôi có thể làm việc trong cái khả năng hay là năng lực đem, capacity là khả năng hay là năng lực ha, tôi có thể làm việc trong một cái khả năng hay là năng lực của một cái người thợ điện về thiết bị, được không nào? Ok, vậy có nói lại ha, associate degree là bằng cao đẳng nè. Technology là công nghệ ha, computer technology là công nghệ máy tính, và capacity có nghĩa là khả năng hay là năng lực ha. Since then, kể từ đó đó thì tôi đã keep up with, mình có cụm nguyên mẫu là keep up with them. Keep up with có nghĩa là bắt kịp ha, bắt kịp. Kể từ đó đó thì tôi đã có thể bắt kịp developments, cái sự phát triển trong cái lĩnh vực thông qua những cái khóa học training là đào tạo. I have included, tôi đã đính kèm, include là đính kèm đấy, đính kèm ha. Tôi đã đính kèm những cái thông tin chi tiết hơn về accomplishment. Accomplishment có nghĩa là thành tựu nha, thành tựu ha. Mình có động từ accomplish, bỏ cái đuôi months đi, thì có nghĩa là đạt được cái gì đó. Vậy từ accomplishments là thành tựu ha. Cái mình đạt được có nghĩa là thành tựu, được không nào? Tôi đã đính kèm thông tin chi tiết hơn về những cái thành tựu của tôi trong cái resume, cái sơ yếu lý lịch của tôi, được không nào? Cái mà đã được enclose là đính kèm luôn em, đính kèm ha. Cái mà đã được đính kèm cùng với lá thư này. Given có nghĩa là khi xét đến ha. Chỗ này given là khi xét đến. Khi xét đến cái gì đó thì thường thường em là given thì sẽ cộng với một danh từ ha. Một cái noun phrase á, sẽ cộng với một danh từ hoặc là một cái cụm danh từ ha. Mình cũng có một cụm là khi xét đến, đó là given that. Given that á, thì sẽ cộng với một cái mệnh đề ha, clause, một cái mệnh đề, được không em? Có nghĩa là khi xét đến việc gì ha, khi xét đến. Cứ dịch lại nè, khi xét đến cái kinh nghiệm gần đây nhất của tôi khi mà làm việc tại một cái công ty mà nó manufacture là gì em? Manufacture là sản xuất, hồi nãy chúng ta gặp rồi phải không? Mà nó sản xuất cái sản phẩm tương tự với công ty của bạn, thì tôi nghĩ rằng tôi có thể make an easy transition. Mình có từ transition có nghĩa là chuyển tiếp đây. Cô dịch lại câu này nha. Tôi có thể tạo một cái sự chuyển tiếp dễ dàng, có nghĩa là tôi có thể chuyển tiếp công việc dễ dàng đó ha, bởi vì có cái kinh nghiệm trước đó nó tương tự rồi phải không nào? In fact, thực tế thì rất có khả năng rất là cao đấy em, có khả năng rất là cao rằng your company, công ty của bạn uses, sử dụng nhiều cái thiết bị giống cái công ty cũ của tôi, được không nào? I thank you, tôi cảm ơn bạn vì cái consideration, cái sự xem xét của bạn ha, consideration, cái sự xem xét. Và do hope, và thật sự rất là hy vọng. Do chỗ này đấy em có nghĩa là nhấn mạnh đó, trợ động từ mà nằm trong câu khẳng định thì là dịch là nhấn mạnh đó, có ý đồ là nhấn mạnh đó em ha, mục đích là nhấn mạnh. Và thật sự là hy vọng rằng bạn sẽ contact, liên hệ tôi cho một cái buổi phỏng vấn tại cái email này hoặc số điện thoại này, được không nào? Sincerely, chân thành, rồi ký tên ha. Ok, rồi xuống dưới câu hỏi đi em, có hai cái từ mà quan trọng ha. Câu 151 có câu A nè, mình có từ transfer. Transfer có nghĩa là di chuyển hay là vận chuyển, sự di chuyển, sự vận chuyển.
vừa là động từ vừa là danh từ đó em. Nhưng mà chỗ này á, transfer là danh từ có nghĩa là phương tiện di chuyển nữa ha. Cho nên con ai mình dịch là yêu cầu một cái phương tiện di chuyển để đi đến thành phố Oklahoma. Được không nào? Transfer có nghĩa là phương tiện di chuyển nữa ha. Có 152, mình có từ financial support, có nghĩa là hỗ trợ tài chính em. Support là hỗ trợ nè, financial là tài chính ha, hỗ trợ tài chính. Nó cung cấp financial support, hỗ trợ tài chính cho nhân viên để mà họ đi học để có được degree là bằng cấp đem ha. Bài đọc tiếp theo từ câu 153 đến câu 156. Rồi em nhìn sơ qua bài đọc trước nha. Bài đọc này đang nói về một cái website nè, em thấy chưa? Một cái web nè, một cái website. Thì nó đang ở cái mục là Company Overview. Overview là tổng quan về công ty đó. Ok, rồi đọc câu 153 nhanh nha. Câu 153: What is mentioned? Cái điều gì thì được nói về cornucopia industry? Ok, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Cornucopia industries, phải không nào? Rồi, đọc bốn đáp án trước nha câu A. Nó đã được recognized là gì em? Công nhận ha. Nó đã được công nhận bằng một vài cái awards, giải thưởng doanh nghiệp ha, business, giải thưởng kinh doanh, giải thưởng doanh nghiệp. Câu B, it is known for, nó được biết đến là providing, cung cấp excellent customer service, cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Nó được biết đến là cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời ha. Câu C, nó derive, nếu mình không biết từ derive là gì thì mình có thể để đó ha. Nó derive cái gì đó, hầu hết cái công việc kinh doanh của nó từ các hợp đồng chính phủ. Ok, rồi coi đi. Nó đã sold, đã bán a share, một phần cái doanh nghiệp của nó cho một cái công ty nước ngoài ha. Nó đã bán một phần cái doanh nghiệp của nó cho một cái công ty nước ngoài. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ dò từ khóa nha. Cornucopia industry, em dò xem nó nằm ở đâu. Ngành cái đầu tiên luôn nè, phải không? Chúng ta đọc thử nha. Ok, dịch từ đầu luôn nào. Cornucopia industry đã phát triển alongside, là cùng với đem, cùng với ha, development, sự phát triển của technology là công nghệ đó, đã phát triển cùng với sự phát triển của công nghệ. In workplaces, ở những nơi làm việc đem, những cái môi trường làm việc ha, across the globe là trên toàn thế giới luôn. No matter what, cho dù cái gì ha, cho dù cái specific needs, cái nhu cầu cụ thể của khách hàng của chúng tôi á là gì, thì công ty của chúng tôi luôn cung cấp the highest quality telecommunication solutions and customer service. Thì công ty của chúng tôi cũng luôn cung cấp cái gì em, dịch từ danh từ dịch lên nha, cung cấp nè, giải pháp telecommunication có nghĩa là viễn thông đen, giải pháp viễn thông và dịch vụ khách hàng chất lượng nhất, phải không nào? Khi dịch đến đây thì em thấy từ gì đây? Customer service, chất lượng nhất, the highest quality. Và em nhớ, em nhìn xuống đáp án xem có câu nào nó giống như vậy không? A, B, C, D, có phải là câu B không em? Ok, câu B nó có từ gì nè? Customer service, vậy mình dịch lại câu B nha. It is known for, nó được biết đến là cung cấp cái dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Và bây giờ câu này nó nói gì? Em còn có cái câu trên bài nó nói gì? Công ty của chúng tôi thì cung cấp cái giải pháp viễn thông và dịch vụ khách hàng chất lượng toa cao nhất. Chất lượng cao nhất có phải là tuyệt vời không em? Nó chứ cần gì nữa, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu B ha. Câu 154, what can visitors, những cái người ghé qua đó, thì most likely, rất có khả năng, can, có thể, do, làm gì ở trên website của Cornucopia Industries. Ok, rồi chúng ta đọc bốn đáp án trước nha. Câu A là gì đây em? View information, xem cái thông tin về những cái vị trí tuyển dụng việc làm này em ha. Job vacancies là vị trí đang cần tuyển dụng việc làm đó. Xem thông tin về cái vị trí tuyển dụng việc làm ha. Câu B, place orders, đặt hàng cho những cái thiết bị, phong nào. Câu C, obtain, có được những cái details, thông tin chi tiết về chính sách hoàn tiền ha. Câu D, find, tìm thấy những cái retailers, nhà bán lẻ địa phương của cái hàng hóa của nó, merchandise là hàng hóa, được không nào? Vậy thì theo em, từ khóa trong câu hỏi này là từ gì? Đa số các bạn sẽ thấy từ website và sẽ đi tìm từ khóa là website. Nhưng mà em để ý nè, cái bài đọc này đã là website rồi, phải không nào? Và em xem tổng quan của cái website này nó có gì. Đầu tiên mình có từ home là trang chủ nè, phải không? Company overview là gì em?
tổng quan về công ty. Product information là thông tin về sản phẩm của công ty nè. Employment là gì vậy em? Employment nó bằng với job đây em. Có nghĩa là việc làm á, thông tin về employment, về việc làm. Rồi cuối cùng contact là liên hệ. Vậy em thấy những cái từ này có cái từ nào xuất hiện trong đáp án hay không? À, có từ employment phải không em, là thông tin về việc làm nha. Employment là thông tin tuyển dụng việc làm đó. Vậy thì em xem đáp án có câu nào gần giống nó không? Câu A phải không nào? Em dịch lại nè. View, xem information, thông tin về job vacancy, những cái vị trí trống cần tuyển việc nè, cần tuyển người làm nè. Ok, còn ở trên này thì nó có từ gì em? Employment ha. Ok, còn ở dưới có từ job vacancy. Vậy thì đáp án chắc chắn là câu A. Khi mà họ đến website thì họ sẽ thấy cái mục employment, mà mục employment khi mình bấm vào sẽ có những cái thông tin về tuyển dụng việc làm, được không nào? Đáp án là câu A ha. Câu 155. What is cornucopia industry plans? Có nghĩa là cái kế hoạch của cornucopia industry là gì? Vậy từ khóa là từ gì vậy em? Plan, đúng không nào? Rồi đọc đáp án trước nha câu A. To acquire, mình có từ acquire là mua lại ha. Để mua lại company là công ty khác nè, công ty communication, công ty gì đó, một cái công ty khác phải không nào? Để mua lại một cái công ty khác, copy. To upgrade, upgrade là nâng cấp đem, để mà nâng cấp equipment, thiết bị, technological, công nghệ tại cái nhà máy của nó ha. Câu C, để mà get involved in, tham gia vào đem, get involved in, để mà tham gia vào những cái fields, những cái lĩnh vực khác ha, other fields mà trong cùng cái industry, trong cùng cái ngành luôn. Mình có từ industry là công nghiệp đó, nhưng mà cũng có nghĩa là ngành nữa, trong cùng cái ngành em ha. Rồi câu đi, hire để mà thuê một cái gì ha, một cái specialist là chuyên gia nè, một chuyên gia đào tạo bộ phận chăm sóc khách hàng, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò từ khóa xem chỗ nào nói về plan, về kế hoạch nha. Rồi em dò thử xem lại coi. Giờ tiếp theo cái chỗ lúc nãy chúng ta ngừng nha. Em giờ câu tiếp theo có nói gì về plan, kế hoạch hay không? À không có phải không nào? Đoạn tiếp theo nha, xem có plan là kế hoạch không? Không có phải không em? À đây cũng không có luôn. Đây cũng không nói gì plan và kế hoạch luôn. Rồi bây giờ tiếp nè, đoạn tiếp theo. À em có thấy từ này không? Be preparing to. Ok, nó không có từ plan nhưng nó có từ be preparing to. Nếu bạn nào mà để ý mà nhảy á, em nhớ là khi mình dò từ khóa thì không những chúng ta dò cái từ giống như vậy mà chúng ta cùng phải nghĩ đến những cái từ đồng nghĩa, những cái từ có liên quan hoặc là những cái từ trái nghĩa nó nữa. Hay em ha, bây giờ em thử dịch nè. Mình có từ prepare là gì em? Chuẩn bị, nó đang chuẩn bị, become trở thành, đang chuẩn bị để trở thành, có nghĩa là phải là plan không em? À, rất có khả năng là từ plan phải không nào, là lên kế hoạch đó, đang chuẩn bị để làm gì đó, có nghĩa là đang lên kế hoạch. Đem dịch thử câu này nha. Cornucopia industry thì hiện tại nè đang chuẩn bị để become, trở thành leader, cái công ty hàng đầu global thế giới luôn, bằng cái việc là thực hiện những cái research, nghiên cứu vào trong những cái new field, những cái lĩnh vực mới ha, thực hiện những cái nghiên cứu vào trong những cái lĩnh vực mới, ví dụ như là satellite technology, cái ngành công nghiệp satellite là gì em? Vệ tinh không nào, công nghiệp vệ tinh, hoặc là mạng lưới mobile di động, được không nào? Rồi vậy thì nó đang chuẩn bị làm gì vậy em? Thực hiện những nghiên cứu vào những cái lĩnh vực mới phải không nào? Mà em xem vậy A, B, C, D đáp án nào gần nó nhất vậy em? Cái nào là về lĩnh vực mới ha? Đáp án là câu C phải không nào? Câu C nè, to get involved in, tham gia vào những cái lĩnh vực khác mà trong cùng cái ngành của nó luôn. Vậy thì em coi cái cornucopia industry nó đang hoạt động, nó đang kinh doanh ở cái ngành nào vậy em? Em dịch lại câu đầu nè. Cornucopia industry đã phát triển cùng với cái sự phát triển của technology, công nghệ. Ok, vậy cái ngành nó đang theo đuổi là ngành gì em? Công nghệ phải không nào? Mà cái chỗ câu này nè em, nó cũng nói là nó thực hiện những cái nghiên cứu vào trong lĩnh vực mới, ví dụ như là công nghệ vệ tinh nè, hay là mobile network, cũng là liên quan đến công nghệ luôn phải không nào? Vậy thì chắc chắn đáp án sẽ là câu C rồi ha. Vậy thì em để ý nè, ở đây mình có cụm là be preparing to, nó sẽ bằng với từ plan ha, chuẩn bị để làm cái gì đó, thì có nghĩa là plan, lên kế hoạch để làm gì đó ha. Đáp án là câu C.
Câu 156, in which of the position, ở cái vị trí nào được đánh dấu 1, 2, 3, 4 á, thì câu sau đây thuộc về. Đối với dạng này chúng ta đọc câu trong ngoặc kép trước nha em. Đây, to achieve this, để đạt được cái điều này nè. Không biết điều này là điều gì ha, lát nữa chúng ta dò. Để đạt được điều này thì chúng tôi phải apply, áp dụng. Decades là hàng thập niên nè em. Technical experience là kinh nghiệm về kỹ thuật công nghệ. Chúng tôi phải áp dụng kinh nghiệm kỹ thuật công nghệ hàng thập niên, hàng chục năm đó em, vào cái latest technologies là cái công nghệ tân tiến nhất, mới nhất, available, đang tồn tại ở ngày nay. Được không nào, có dịch lại cả câu nha. Để đạt được điều này thì chúng tôi phải áp dụng những cái kinh nghiệm về công nghệ kỹ thuật của hàng chục năm vào trong những cái công nghệ kỹ thuật tân tiến nhất, mới nhất mà nó xuất hiện ở ngày nay. Ok, rồi bây giờ chúng ta xem ha. Đọc câu đằng trước tuần lỗ trống, xem cái câu đó có liên kết với câu trong ngoặc kép về mặt ý nghĩa hay không. Chúng ta đi từ vị trí số 1 nha em nha. Vị trí số 1 nè. Vị trí số 1 đọc câu phía trước nè. Là chỗ nào đây? Cornucopia nè em. Cornucopia đã có được reputation, là danh tiếng nè em. Có được cái danh tiếng rất là tích cực với khách hàng. Ok, cái là danh tiếng rất là tốt ha, với khách hàng ở cái vùng gì vậy em? Bắc Mỹ. Trong hàng năm, trong qua những cái năm hoạt động kinh doanh của nó, hoạt động kinh doanh em, practice là hoạt động, business practice là hoạt động kinh doanh, qua những năm hoạt động kinh doanh của nó, được không nào? Rồi, để làm được điều này, chúng tôi phải áp dụng những cái kinh nghiệm kỹ thuật của hàng thập niên vào trong những cái công nghệ nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Nó có liên kết không em? Không có liên kết lắm hay mà. Nó đang nói là có được cái danh tiếng tốt với khách hàng. Đâu có liên quan đâu, không có liên kết lắm nha em. Bây giờ dịch thử nè, câu số 2 nha. Đằng trước câu số 2 thử xem. Đằng trước vị trí số 2 nè, là ở đây nè. Some of our primary sellers nè. Mình có sellers là cái vật được bán ra đó em, có nghĩa là sản phẩm á. Một vài cái sản phẩm chính của chúng tôi á thì bao gồm analog là gì mình không biết, cứ để đó ha. Switches là công tắc đó em. Rồi cables là dây cáp nè, modems nè, routers nè, area network nè, equipment nè. Ok, vậy nó đang nói về sản phẩm của nó. Xong rồi câu trong mặt kép, để đạt được điều này chúng tôi phải áp dụng. Nó không liên kết luôn em ha, nó đang liệt kê về sản phẩm mà. Bây giờ vị trí số 3 thử nha. Vị trí số 3 đây. Đọc câu phía trước nào. Cornucopia industry hiện tại thì đang chuẩn bị để trở thành cái công ty hàng đầu thế giới nè em. Global leader, leader là cái công ty dẫn đầu á thế giới, bằng việc là thực hiện những nghiên cứu vào trong những cái lĩnh vực mới, ví dụ như là công nghệ satellite là gì em, vệ tinh ha, và mạng di động nè. Rồi, để làm được điều này thì chúng tôi phải ứng dụng những cái kinh nghiệm công nghệ. Vậy theo em là được điều này là điều gì vậy em? Để làm được cái điều là become, trở thành a global leader. Hợp lý không em? Rất là hợp lý ha. Để trở thành cái global leader á, thì đòi hỏi là chúng tôi phải áp dụng nè những cái kinh nghiệm công nghệ của hàng chục năm vào cùng với cái gì em? Những cái công nghệ tân tiến nhất, mới nhất hiện nay. Được không nào? Vậy thì câu số 3 rất là hợp ý ha, rất là liên kết về mặt ý nghĩa. Bây giờ em dịch thử số 4 thử xem. Đây số 4 nè, dịch cái câu đằng trước nha. Câu đằng trước nó là gì đây? We are grateful là chúng tôi rất là biết ơn đến tất cả những cái cộng sự ha, của chúng tôi và những cái khách hàng, việc những cái hỗ trợ của họ. Ok, vậy thì câu số 4 cũng không có liên kết em. Vậy thì câu liên kết nhất là câu gì em? Câu số 3, được không nào? Vị trí số 3 ha. Rồi bây giờ cô dịch lại cả hai câu để em hiểu hơn nha. Đây, từ chỗ này nè. Cornucopia industry thì hiện tại đang chuẩn bị để trở thành một cái công ty dẫn đầu, hàng đầu ở trên toàn thế giới luôn, bằng cái việc là thực hiện những cái nghiên cứu vào trong những cái lĩnh vực mới, ví dụ như là công nghệ vệ tinh nè, hay là mobile network, cái mạng di động ha. Để làm được cái điều đó, to achieve this, để làm được điều đó là để trở thành cái công ty dẫn đầu trên toàn thế giới đây, thì chúng tôi phải áp dụng, apply nè, những cái kinh nghiệm về công nghệ kỹ thuật của hàng chục năm, hàng thập niên ha,
vào trong cái gì em, những cái công nghệ tân tiến nhất today, hiện nay, được không nào? Ok, rất là liên kết ha. Rồi bây giờ cùng hệ thống là những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô em nhé. Rồi, đầu tiên thì em để ý nè, bài đọc này là đang làm một cái website phải không em? Nói về một cái website ha, đây là địa chỉ của website nè. Rồi đây là thanh công cụ của nó. Mình có từ home là trang chủ. Company overview, mình có từ overview là tổng quan á. Vậy cái mục này là tổng quan về công ty ha. Product information là thông tin về sản phẩm nè. Employment, employment bằng với từ job đây em có nghĩa là nghề nghiệp ha. Công việc, nghề nghiệp. Rồi mình có từ contact là liên hệ nè. Cái trang web này thì đang ở mục gì em biết không? Company overview, tổng quan về công ty ha. Bởi vì nó được in đậm nè. Ok, rồi bây giờ chúng ta dịch ở dưới nha. Cornucopia industry đã grow là phát triển lớn mạnh em, alongside cùng với cái development, cái việc phát triển technology, công nghệ ở workplaces là những cái nơi làm việc đem. Mình có từ work là làm việc nè, place là nơi nè, nơi làm việc ha. Across the globe, mình có từ globe là địa cầu đó. Across the globe là trên toàn địa cầu luôn, trên toàn thế giới luôn ha. No matter what, cho dù cái gì, ở đây có sở hữu cách, mình phải dịch từ danh từ ở cuối dịch lên ha, danh từ là từ needs nè em. Needs là nhu cầu đó. Cho dù cái nhu cầu specific, mình có từ specific có nghĩa là cụ thể hoặc là riêng biệt ha. Specific, cụ thể, rõ ràng hoặc là riêng biệt. Và chỗ này của dịch là nhu cầu cụ thể hay là nhu cầu riêng biệt á. Mặc dù cái nhu cầu cụ thể riêng biệt, cho dù cái nhu cầu cụ thể riêng biệt của customer, của khách hàng nè, của corporate, công ty, various là đa dạng, khác nhau đó em. Our, của chúng tôi dịch lại nha, khách hàng, của những cái khách hàng khác nhau của công ty của chúng tôi. Ok, dịch lại nè, no matter what, cho dù cái nhu cầu cụ thể hay là riêng biệt của những khách hàng khác nhau của công ty của chúng tôi á, or là gì đi nữa, thì our company, công ty của chúng tôi cũng provides là cung cấp cái gì ha, cung cấp cái telecommunication solution. Mình có từ solution á, là giải pháp, telecommunication á, là viễn thông ha. Công ty của chúng tôi cung cấp cái giải pháp về viễn thông nè, và customer service, dịch vụ khách hàng, highest quality là chất lượng cao nhất, chất lượng tốt nhất ha. Mình có từ quality là chất lượng nè, highest chất lượng cao nhất. Tiếp luôn nào, Cornucopia đã chiếm được cái reputation. Mình có từ reputation là danh tiếng ha. Đã có được cái danh tiếng positive là danh tiếng tích cực hay là danh tiếng tốt đó. Với clients là khách hàng across, qua cái vùng gì ha, North America, Bắc Mỹ. Over, qua the years, những cái năm. Business practice, mình có từ practice có nghĩa là hoạt động. Thường thường mình thấy từ practice có nghĩa là luyện tập hay là thực hành, nhưng mà chỗ này practice có nghĩa là hoạt động. Và business practice thì mình dịch là hoạt động kinh doanh ha. Qua những cái năm hoạt động kinh doanh của nó thì nó đã có được những cái danh tiếng tốt với khách hàng ở vùng Bắc Mỹ, được không nào? Rồi tiếp, Cornucopia continues, tiếp tục là provider, một cái nhà cung cấp, solution, giải pháp, total, toàn diện ha. Deliver, phân phối, a variety of là đa dạng á, phân phối đa dạng những cái telecommunications products, những cái sản phẩm về viễn thông cho businesses, những cái doanh nghiệp ở all, tất cả những cái loại industry. Hồi trước thì em thường thấy từ industry á, có nghĩa là công nghiệp ha, nhưng mà từ industry ngoài nghĩa công nghiệp có nghĩa là ngành á, ngành nghề đó, ngành ha. Và chỗ này all types of industry có nghĩa là tất cả các loại ngành luôn, được không nào? Cung cấp đa dạng những cái sản phẩm về viễn thông cho những cái doanh nghiệp thuộc tất cả các loại ngành luôn ha. Rồi, some of our primary sellers, một vài trong số những cái sellers, mình có động từ sell là bán. Sellers là những cái sản phẩm được bán ra em ha, sản phẩm bán ra, sản phẩm được bán ha. Những cái sản phẩm primary, mình có từ primary á, có nghĩa là chính hay là chủ yếu ha. Vậy thì những cái sản phẩm bán ra chủ yếu, chính của chúng tôi đó thì include, bao gồm. Rồi, analog and digital switches. Mình có từ switches là công tắc, đây là những cái từ chuyên ngành thôi em, dịch cho biết thôi ha. Bao gồm những cái công tắc, digital là tín hiệu số đó, còn analog là tín hiệu tương tự ha, từ chuyên ngành. Rồi, fiber optic cables. Cable là cáp nè em, cáp sợi quang ha, fiber optic, cáp sợi quang. Modems là cục modem á, hay xài á. Routers là bộ định tuyến, bộ định tuyến. And other local area network, mình có local area network, em hay thấy là LAN á, có nghĩa là mạng
máy tính cục bộ ha, mạng máy tính cục bộ và cái thiết bị mạng máy tính cục bộ khác, được không nào? Cornucopia Industry thì currently hiện tại đang preparing, chuẩn bị để become, trở thành một cái leader. Mình có từ leader chỉ người á, là người đứng đầu, người dẫn đầu. Còn nói về công ty thì có nghĩa là công ty dẫn đầu ha, công ty đứng đầu. Nó đang chuẩn bị để mà trở thành một cái công ty dẫn đầu, đứng đầu global, toàn cầu, bằng việc là do research, thực hiện những cái nghiên cứu vào trong những cái new fields. Mình có từ fields là lĩnh vực, cũng rất là hay gặp. Vào trong những cái lĩnh vực mới, such as, ví dụ như là satellite technology, công nghệ vệ tinh, hay ha, mình có từ satellite là vệ tinh, cũng quan trọng. Vệ tinh satellite và mobile network, mạng di động. Our team, cái đội ngũ của chúng tôi á, gồm những cái employees, nhân viên dedicated, là tận tâm hay là tận tụy. Đội ngũ gồm những người nhân viên tận tâm của chúng tôi đó, thì luôn luôn sao em endeavors. Endeavors có nghĩa là nỗ lực hay là cố gắng ha. Nỗ lực hay là cố gắng, luôn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mà engage. Mình có từ engage có nghĩa là thu hút, chỗ này có nghĩa là thu hút ha. Luôn luôn nỗ lực cố gắng để mà thu hút những khách hàng abroad, là ở nước ngoài đó, để mà foster. Mình có từ foster có nghĩa là thúc đẩy, thúc đẩy hay là đẩy mạnh ha, thúc đẩy những cái relationships, là mối quan hệ với a diverse array of. Mình có cụm là an array of. An array of có nghĩa là a large number of, một số lượng nhiều cái gì đó ha, một số lượng nhiều, một số lượng nhiều cái gì đó. An array of. Diverse có nghĩa là đa dạng, nhiều loại khác nhau. Vậy cô dịch a diverse array of có nghĩa là nhiều cái loại khác nhau ha. Nhiều cái gì? Nhiều cái organizations, nhiều cái tổ chức khác nhau, được không nào? Thúc đẩy mối quan hệ với nhiều tổ chức khác nhau ha. It is the number one goal. Đó, nó là cái goal, là mục tiêu đấy em. Điều này cũng quan trọng ha. Goal, mục tiêu. Cái mục tiêu number one là mục tiêu hàng đầu đó. Cái mục tiêu hàng đầu của Cornucopia Industry á, là become, trở thành một cái company, một cái công ty revolutionary, là mang tính cách mạng ha. Là trở thành một cái công ty mà mang tính cách mạng, revolutionary. Mà cái công ty đó nó develop, nó phát triển và enhance, cải tiến hay là nâng cao ha. Cải tiến, nâng cao, enhance cũng rất là quan trọng. Những cái techniques, mình có từ techniques có nghĩa là kỹ thuật hay là phương pháp, rất là quan trọng. Kỹ thuật hay là phương pháp. Ví dụ lại nè, cái công ty mà công ty đó nó develop, phát triển và enhance, nâng cao, cải tiến cái techniques, cái kỹ thuật, phương pháp communications, là truyền thông ha. Kỹ thuật, phương pháp truyền thông cho thêm một nửa thế kỷ nữa, hoặc là thậm chí là lâu hơn. We are grateful, chúng tôi rất là biết ơn. Grateful là biết ơn ha, rất hay gặp. Chúng tôi rất là biết ơn đến tất cả những cái partners, là đối tác, và những clients là khách hàng, vì cái support là gì em, cái sự hỗ trợ ongoing của họ. Ongoing có nghĩa là sao? Ongoing là có nghĩa là đã xảy ra một khoảng thời gian lâu rồi, và có thể là tiếp tục trong tương lai nữa. Có nghĩa là cái sự hỗ trợ này đã xảy ra từ lâu rồi, và có thể là họ sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ trong tương lai. Thì cô tạm dịch là sự hỗ trợ sát sao của họ ha. Sự hỗ trợ lâu dài, sát sao của họ, được không nào? Rồi, tiếp cái phần ở dưới nha, cái phần câu hỏi. Và câu trả lời cũng có một số cái từ rất là quan trọng. Ví dụ như câu 153, câu A, mình có từ recognize. Recognize có nghĩa là công nhận ha. Công nhận. Câu A có nghĩa là nó đã được công nhận bởi một vài cái awards. Mình có từ awards là giải thưởng ha. Giải thưởng, nó đã được công nhận với một vài cái giải thưởng doanh nghiệp. Rồi tiếp câu B. Không có câu C. Câu C mình có từ derive from. Từ này cũng khá là hay gặp. Derive from á, có nghĩa là nhận được từ hay là bắt nguồn từ. Nhận được cái gì từ hay là bắt nguồn từ ha. Derive from, nhận được cái gì từ hay là bắt nguồn từ. Cái gì đó bắt nguồn từ ha. Rồi câu C á, có nghĩa là nhận được cái gì đó từ cái chỗ nào đó đó. Cứ dịch lại nè, it derives, nó nhận được hầu hết những cái việc kinh doanh của nó đó là từ những cái hợp đồng của chính phủ. Có nghĩa là hầu hết cái công việc kinh doanh của nó là đều bắt nguồn, đều nhận được từ cái những cái hợp đồng của chính phủ hết, được không nào? Derive from. Rồi, 154 câu A mình có từ job vacancy. Job vacancy có nghĩa là job là nghề nghiệp nè, vacancy là cái chỗ trống á, thì có nghĩa là cái chỗ trống mà cần tuyển người đó. Cô dịch là tuyển dụng việc làm ha, tuyển dụng việc làm.
Vị trí trống cần tuyển người vào là tuyển dụng việc làm. Rồi câu D mình có từ retailers, là nhà bán lẻ ha. Retailers, nhà bán lẻ. Câu D có nghĩa là tìm thông tin về những cái nhà bán lẻ ở địa phương của hàng hóa của nó. Mình có từ merchandise là hàng hóa, cũng quan trọng. Merchandise, hàng hóa ha. Rồi câu 155, câu A mình có từ acquire. Acquire có nghĩa là có được, hay còn có nghĩa là mua lại nữa. Trong lĩnh vực kinh doanh thì nó thường có nghĩa là mua lại. Câu A có nghĩa là để mua lại một cái công ty truyền thông khác. Thì mình có được công ty đó có nghĩa là mình mua lại nó ha. Acquire, mua lại công ty gì đó. Câu C mình có từ within. Thường thường á, mình dịch within là trong vòng bao lâu. Ví dụ như trong vòng 2 tháng là within 2 months. Thì nghĩa thứ nhất là trong vòng ha. Trong vòng 2 tháng là within 2 months. Nhưng nghĩa thứ hai á, là trong cùng nữa. Trong cùng một cái tổ chức gì đó ha. Trong cùng một cái tổ chức gì đó. Hay là trong cùng một cái ngành gì đó ha. Chỗ này có nghĩa là câu C là to get involved in. Để mà tham gia vào cái lĩnh vực khác. Trong cùng cái industry, trong cùng một cái ngành. Được không nào? Trong cùng ha. Rồi tiếp, câu 156 mình có từ achieve. Achieve có nghĩa là đạt được. Nó bằng với lại từ accomplish. Achieve, accomplish là đạt được ha. To achieve this, để đạt được cái điều này ha. Để đạt được.